Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đảo Pháp Lam. Phục không, phục không. Chịu đòn hay đấy. Đấy là gì? Linh lực chuyển hóa thành vào giấc ngủ. Bỏ đi mặc kệ. Phục không? Bát cạch tây nại. Phục chưa? Giáo chủ mau xem kìa, ma tố dị thường tăng mạnh chính nào bên này? Để ta xem thử. Hả? Các ngươi có chuyện gì không? Không phải chứ, đó là cổ thần lại nạc ở trong truyền thuyết. Giáo chủ của khắc nại giáo Lâm, Mai Lâm. Chuyện này anh em nào xem từ đầu thì thấy vẽ mắt mẻ vãi. Đấy, cổ thần lại nạc hiện thần. Thời khắc thuộc về khắc nại giáo chúng ta đến rồi. Cung nghênh lại lạc đại nhân giáng lâm. Cung nghênh lại lạc đại nhân giáng lâm. Lại lạc đại nhân vạn tuế. Lại lạc đại nhân vạn tuế. Được nha. Đây chính là lại lại đại nhân ở trong truyền thuyết. Lại lại đại nhân nhỏ nhỏ thơm thơm mềm mềm thật là đáng yêu. Giáo chủ, bên đó còn có một người chân dốc giống với lại lại đại nhân. Không phải chứ? Đúng là một nữ quái nhân. Cầm lấy lại lại. Được. Ôi trời, ngươi muốn làm gì? Người đàn bà này nhanh quá. Ngươi nhất định là chị của lại lạc đại nhân nỗ lỗ phải không? Ta là bà nội của ngươi, đừng động tay động chân. Ta là giáo chủ của khắc nại giáo Mai Nầm. Nhóc đáng yêu, ta dẫn cô về nhà. Về cái bà già nhà ngươi. Giáo chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhóc đáng yêu sợ ta rồi. Xem ra nó thật sự là rất thích ta. Ghê tởm quá. Kusu Kanoja. Giáo chủ, thái độ của lại lại đại nhân đối với cô ấy không giống chị. Giáo chủ minh xét. Sao lại vậy? Rõ ràng họ trông rất là giống. Nhất định là chị em ruột. Ồ, thì ra là vậy à. Giết nó, giết nó, giết nó. Kuno gì? Lại là đại nhân. Ta nghe không hiểu, không hiểu cổ ngữ. Là muốn tè hay sao? Đây là nút nhấn ở trong truyền thuyết. Nhấn vào tặng món quà lớn hay sao? Nếu nữ người kỳ nạ này nghe không hiểu lời của con này. Vậy, lại lại nói nó đói bụng rồi. Các người mau đi chuẩn bị thức ăn cho bọn ta. Ồ, thì ra là ý này. Không hổ là chị của lại lại đại nhân. Mấy người này nghe không hiểu lời ngươi nói. Biết điều một chút. Ngoan ngoãn nghe lời thì bổn tôn, hiểu chưa? Mấy người các người mau sắp xếp dặn dò thần yếu. Mau, mau về sắp xếp. Mau về sắp xếp thần yến. Tuân lệnh giáo chủ đại nhân. Phía trước dẫn đường. Thường tiểu nục. Khắc nại giáo, lại lạc thần điện. Chờ chút, thần yến sắp xong rồi. Ồ, thật không ngờ thần điện này lại ở trong hàng. Thật là đủ phục cổ. Lỗ lỗ đại nhân quá khen. Đây là do ta một quyền đấm ra đấy. Ta không có ý khen người. Chờ mấy ngàn năm, hai vị đại nhân cuối cùng cũng đến bên ta. Nát nữa còn có một món quà hiến người, mong hai người có thể thích. Mấy ngàn năm trước, lúc đó chắc người ngay cả trứng bạch tuộc cũng không phải. Một đời. Qua đến rồi. Đây. Thần tượng của lại lạc đại nhân.
Không phải, nếu đụng mặt thì thôi đi, bức tượng này của các ngươi có quan hệ gì với nó hay sao? Đương nhiên là có liên quan rồi, Nỗ Nỗ đại nhân người không nhận ra hay sao? Ngươi nhìn chỗ này. Ngươi lại nhìn chỗ này. Còn có chỗ này chẳng phải giống y như đúc hay sao? Cảm tình của các ngươi dựa vào ngực nhận người hay sao? Vẫn là ở chung với ngươi an tâm hơn. Gì chứ gì chứ? Tình cảm của Lại Lại đại nhân và Lỗ Lỗ đại nhân tốt thật đấy. Ây à, vết thương lại lứt ra rồi. Giáo chủ đại nhân, thần yến đã chuẩn bị xong rồi. Được, giờ ta dẫn Lại Lại đại nhân đến đây. Bên này, trước khi ăn cơm còn phải tiến hành một nghi thức cho Lại Lại đại nhân mới có thể mở thần yến. Làm nhanh lên, lão tử sắp đói chết rồi. Mời đến đây. Ôi trời, mau bảo cái thùng thả con bạch tuộc đó ra cho ta. Nỗ Đỗ đại nhân đừng lo, cái thùng sẽ không làm hại Lại Lại đại nhân. Đây, ngươi xem phải không? Lại Lại đại nhân, Lại Lại đại nhân, Lại Lại đại nhân. Tên này vào kịch nhanh đấy. Lại Lại, Lại Lại. Lại Lại. Thần yến bắt đầu rồi. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Ăn đi, ăn đi. Giáo chủ đại nhân. Học giả có chuyện gì không? Giáo chủ đại nhân. Như Tà Hải văn thư tiên tri, Lại Lạc đại nhân đã giáng lâm, kế hoạch của chúng ta có thể thực thi bất cứ khi nào. A pháo của bộ giáng lâm đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ giáo chủ hạ lệnh. Vậy sau một tháng đại tiệc, chúng ta ra ngoài chơi, ra truyền bá phúc âm cho thế nhân. Lại Lạc đại nhân thật là đáng nhiều, tuân lệnh.